Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và T-Production xin trân trọng giới thiệu đến quý khán giả cả nước chương trình ca nhạc hấp dẫn hoành tráng đêm giao thừa Tết HTV chào xuân Quý Mão 2023. Chương trình quy tụ nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng, chuỗi hoạt động hồi xuân màu sắc mang đậm vẻ đẹp văn hóa truyền thống. Bên cạnh được thưởng thức các tiết mục âm nhạc, khán giả còn được lắng nghe chia sẻ của các nghệ sĩ về hy vọng trong mùa xuân mới. Đang Trường chỉ mong rằng là năm 2023 đó, Đang Trường sẽ có sức khỏe nhiều hơn để làm được nhiều việc hơn và có thể dành thời gian chăm lo cho con cái hoặc là gia đình của mình. Hy vọng rằng năm 2023 thì nó sẽ có nhiều khởi sắc hơn và đặc biệt là mình phải chăm chỉ, bởi vì mình tự nhận ra được một điều là chính là khi mà mình chăm chỉ thì mình sẽ nhận được nhiều sự yêu thương hơn từ phía quý vị khán giả. Năm 2022 là một năm gọi là bình thường mới sau đại dịch Covid-19 và Hà cảm thấy tự hào khi đội tình nguyện viên nghệ sĩ mà mình làm đội trưởng đã tiếp tục cái truyền thống mà hỗ trợ và những cái hoạt động tình nguyện trong năm 2022 vừa qua. Và Hà hy vọng rằng trong năm 2023 thì Quỳnh Hoa cũng như là các bạn nghệ sĩ sẽ tham gia được thêm nhiều hơn nữa những cái hoạt động ý nghĩa mang sự góp sức của mình đến với cộng đồng trong năm 2023. Và đối với Hà thì càng ngày sức khỏe càng quan trọng. Vì vậy mà Hà biết rằng là chúng ta sẽ không kiềm chế được những món ăn truyền thống như là thịt kho, hộp vịt, bánh chưng, bánh tét. Tuy nhiên, cái gì cũng ở mức độ giới hạn và hy vọng là tất cả mọi người sẽ luôn chú trọng vào sức khỏe của mình, không uống rượu bia quá nhiều và chỉ vui thôi, đừng vui quá, bởi vì sức khỏe vẫn luôn là điều mà quan trọng nhất và chúng ta nên gìn giữ và trân trọng. Đối với Song Luân thì năm 2022 là một cái năm mình cảm thấy mình muốn tri ân rất nhiều, bởi vì mình đã có những thành quả nhất định cũng như là những sự đột phá trong công việc, luôn muốn gìn giữ nó để bước qua năm 2023 mình sẽ tiếp tục để cố gắng hơn nữa, trau dồi hơn nữa và cho ra những cái sản phẩm cũng như hoàn thiện bản thân để hoài bão của Song Luân, những cái ấp ủ mà cho năm 2023 nó sẽ trở thành hiện thực và nó sẽ tiếp cận nhiều đến với tất cả quý vị khán giả. 2022 của Trinh như thế nào ta? Năm 2022 của Trinh cũng giống như mọi người. Và điều Trinh tự hào nhất là mình đã dành rất nhiều thời gian để suy nghiệm, để nhìn lại bản thân. Mình sẽ thấy được những thành tựu đôi khi không quan trọng bằng việc ngồi tĩnh lại và chuẩn bị cho mình một cái tâm thế thật là thiền định, thật là bình an trước khi mình bắt đầu một kế hoạch, một dự định đầy bùng nổ. Ở năm 2023 thì một năm mới đang đến thì Vuka chỉ hy vọng là tất cả những người xung quanh, quý vị khán giả cũng như là những người thương yêu của Vuka luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn bình an và chúng ta sẽ luôn mang đến những điều tích cực cho nhau ạ. Quý vị khán giả ơi, hãy đón xem chương trình Đêm Giao Thừa Tết HTV trên kênh HTV7 nha. Và mọi người hãy đón xem chương trình Đêm Giao Thừa Tết HTV trên kênh HTV7. Bình an, sức khỏe chính là những điều được lưu tâm. Cách giữ gìn sức khỏe gần gũi nhất trong dịp Tết chính là lựa chọn những bữa cơm gia đình đầy đủ dinh dưỡng, vừa ấm áp vừa lành mạnh. Hãy cùng ngồi bên nhau nhìn lại một năm ý nghĩa và đón chờ năm mới đầy hào hứng cùng Nhạc hội Giao Thừa Tết HTV vào 21h45 ngày 21 tháng 1 năm 2023 trên kênh HTV7.